Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Chí Cường, 54 tuổi, trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa, nguyên giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa và Đỗ Thị Dung, 38 tuổi, phó trưởng phòng tổ chức hành chính, tổng hợp, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, nguyên kế toán trưởng đơn vị này về tội tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2020, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa thực hiện đề tài khoa học, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng Việt ghép gắn với giáo dục dạy nghề. Tại cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mặt, cát và nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện dự án, Lê Chí Cường đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung lập khống hồ sơ, chứng từ chi công lao động thuê ngoài với số tiền 907 triệu 200 ngàn đồng. Số tiền này sau đó được dùng để chi tiêu cá nhân.